Chapter 1085 đã chính thức có được cái thông tin đầu tiên của nó và chúng ta đang chứng kiến một phần sức mạnh của Inzama và nó đến từ trái quỷ. Không những thế, những gì được tiết lộ thông qua chapter này là cái bóng của Lutin. Họ cũng là những kẻ sử dụng một loại sức mạnh nào đó đặc biệt. Và như đã biết, Inzama đã sử dụng mũi tên màu đen để giết vua Korra khi ông ấy khai thác những thông tin về lịch sử liên quan đến nữ hoàng Lily của Alabasta. Vì tò mò quá nhiều, biết cũng quá nhiều nên Emer sẽ không bỏ qua cái mạng của vị vua này. Gia tộc Nefertari cũng là một gia tộc đi. Tất cả những thành viên của hoàng tộc Alabasta đều có ký tự đi trong tên, nhưng chuyện này đã bị che giấu trong suốt hàng trăm năm lịch sử. Chuyện gì xảy ra? Sức mạnh Inzama được Oda ban bố là gì? Mình đã tìm thấy một mảnh ghép phù hợp với sức mạnh Emu đang sử dụng và anh em có thể xem nó là một dữ liệu để tham khảo. Giờ thì đừng ngần ngại gì mà không like video này và subscribe kênh để bắt đầu tìm hiểu những thông tin thú vị này nhé. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Quá nóng, mừng khai trương, shopping Red Roblox giảm 50% tất cả các sự kiện. Vòng quay chúng ta siêu VIP chỉ một ổ bánh mì. Vòng quay siêu đặc biệt 18.000 robot tỷ lệ chúng cực cao và còn rất nhiều ác nhân phẩm đặc biệt chỉ với giá 19k. Nhanh chân ghé shop, quẹo lửa các tình yêu ơi. Vì chapter 1085 chưa được ra mắt đầy đủ nên mình xin phép phân tích một số tình tiết đã xuất hiện để anh em nắm bắt được tình hình. Và các bạn cũng có thể dừng video lại nếu như không muốn tìm hiểu quá nhiều những cái tiết lộ trong video này về Inzama, tham chiếu đến một trái quỷ khác để thấy sức mạnh của nhân vật này là gì. Đầu tiên thì chúng ta có được vua Korra, chưa hết sốc khi nhìn thấy được Emu bước lên trên ngai vàng đèn bà trống. Đáng lẽ không nên tồn tại một vị vua trên thế giới nào, nhưng việc Emu ra mặt nghĩa là cái chết của vua Korra cũng đã được định đoạt. Trước khi giết vua Korra, Emu cho biết rằng nữ hoàng Lele thật sự tồn tại. Những câu chuyện về bà ấy đã bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử. Có một sự thật rằng nữ hoàng Lele là một thành viên gia tộc đi có tên đầy đủ là Nefertari đi Lele. Điều này đồng nghĩa có rất nhiều gia tộc đi khác tồn tại trên thế giới. Họ đã bị đổi tên của mình, số mất cái tự đi từ thế hệ này qua thế hệ khác khi mà họ không hề hay biết. Lo là một người khá bình thường, anh ta được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm bác sĩ. Tuy nhiên ba mẹ của Lo lại có ký tự đi ở trong tên và anh ta sinh ra cũng đặt theo ký tự đi này. Tên đầy đủ của Lo là Trafalgar D. Quaterlaw. Lo đã giấu tên của mình đi cho đến khi buộc miệng tiết lộ với Babyface. Trong cuộc trò chuyện khi nhỏ, Rosinante nghe được câu chuyện cũng đã không giữ được bí mật của mình nữa. Anh ta giả vờ cầm vì trái quỷ Nagi cách âm nên khiến những người khác hiểu lầm. Rosinante yêu cầu Lo phải tránh xa Doflamingo ra. Nếu như để cho hắn biết cái tên thật sự thì Lo chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Vì ở thánh điện Medinjoy, những đứa trẻ được sinh ra được giáo dục trong sự căm thù với những kẻ có ký tự đi trong tên của mình. Những kẻ gây bão tố khiến cả thế giới chao đảo ở chapter 764. Và đồng thời Thiên Long Nhân tự xem mình là chú, còn những kẻ có ký tự đi trong tên là kẻ thù tự nhiên của chú. Vì vậy khi một long tinh nào phát hiện ai có ký tự đi ở trong tên, vừa sợ hãi vừa căm ghét, những kẻ có năng lực như Doflamingo sẽ giết ngay không chần chừ. Nhưng nguồn gốc thật sự của sự thù hận này là gì, chỉ có tác giả Oda mới biết. Chắc tới 1085, chúng ta không được xác nhận Inzama thuộc gia tộc đi, mà người được xác nhận là nữ hoàng Lily. Khi này gia tộc đi cũng như các gia tộc khác, họ cùng liên minh lật đổ vương quốc cổ đại. Nhưng vì sao gia tộc đi lại bị căm ghét đến như vậy? Có vẻ câu chuyện này liên quan đến bức thư mà nữ hoàng Lily đã biên soạn và truyền lại, nó đề cập đến gì đó thuộc gia tộc đi. Lúc này chúng ta sẽ nhớ đến cách mà các thành viên gia tộc đi ngã xuống. Họ luôn nở trên môi một nụ cười bất diệt. Điển hình như Roger bị xử tử vẫn nở một nụ cười. Ai dù có chết, khi bị Akainu đục một cái lỗ donut trên ngực vẫn có thể cười. Đặc biệt là Oden, một người không có ký tự đi ở trong tên, khi chìm trong vẹt dầu sôi vẫn nở một nụ cười. Ông ấy là người đi đến hòn đảo cuối cùng và biết được ý nghĩa của đi là gì. Nó cũng được viết lại trong cuốn du hành ký của Oden, nhưng mà trang quan trọng nhất về One Piece về ký tự đi đã bị xé mất như một cách cố tình. Vậy phải chăng Oden cũng là một thành viên thuộc gia tộc đi, vẫn mỉm cười khi chết như một định mệnh? Chứ còn tứ hoàng đầu trắng, ông không nở một nụ cười nào khi tử trận, đơn giản ông không có ký tự đi trong tên. Chuyện này hoàn toàn có thể tin được khi mà cái tên của gia tộc Nefertari đã bị thay đổi trong suốt 800 năm lịch sử để họ tồn tại. Đến giờ tổng cộng đã có 8 gia tộc đi được xác nhận, bao gồm Monkey D, Gold D, Bodgard D, Trafalgar D, Jaguar D, Mason D, Rob D và Nefertari D. Tạm thời gác lại các dữ liệu về ý chí của D, chúng ta sẽ đến với những trái quỷ thăm chiếu đến sức mạnh của Emu ở hiện tại. Chapter 1085 cho thấy, nhân vật này có thể sử dụng một mũi tên bóng tối để bắn vào người của vua Korra để sát hại ông ấy. Emu không mang theo vũ khí là mũi tên nào ở trong người, nên đây chỉ có thể là năng lực của trái quỷ. Và hãy xem lại chapter 581, khi trận chiến thượng đỉnh kết thúc, Doflamingo được cử đi thủ tiêu Gecko Moria mà không hề được cho biết lý do là gì. Hắn nói với Gecko rằng, thà bị giết chết trong một trận đánh lịch sử hợp lý hơn là bị xóa sổ bởi chính quyền thế giới cho nhỉ. Gecko Moria thì nghĩ rằng Sengoku là người ra lệnh để xử mình, nhưng Doflamingo cho biết hoàn toàn không, mà còn cao hơn nữa. Đồng nghĩ Gecko Moria không hề làm bất cứ thứ gì sai trái ảnh hưởng đến chính phủ cả. Ngay cả hắn, người bị thủ tiêu cũng không hề biết nguyên nhân mình bị thủ tiêu là gì. Còn Doflamingo thì chỉ làm theo mệnh lệnh, là người có quyền hành cao hơn cả Sengoku, chỉ có thể là thánh hiệp sĩ, ngũ lô tinh hoặc đặc biệt là Inzama. Sau đó, Doflamingo cho biết Gecko Moria đã tự thoát thân bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn ta không hề biết được.
Mình cho rằng Đỗ Phi thực sự không ra tay với Gekko Moria theo mệnh lệnh, mà cố tình để Gekko chạy trốn. Hắn ta luôn căm thù chính phủ và lũ Thiên Long Nhân vì tước đoạt danh hiệu Long Tinh của hắn, không thể nào làm việc triệt để, không thủ tiêu Gekko nhằm khiến chính phủ phải chột dạ. Cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được Gekko Moria lại đến hai chi nội sư của Râu Đen tìm Asylum và bị đánh bại, bị nhốt trong một tầng ngục sâu hơn cả anh hùng hải quân Kobe. Có vị thứ duy nhất để chính phủ thủ tiêu Gekko Moria là sức mạnh đến từ trái quỷ của hắn. Nó là một siêu năng lực phiền phức trong giai đoạn này, thứ có thể được sử dụng để chống đối lại chính phủ. Năng lực nhô nhét bóng của Gekko Moria có thể hồi sinh người chết, giống như một phương thức tái sinh kẻ đã chết bằng cái bóng. Nếu một kẻ nào đó biết về lịch sử thế giới được nhồi bóng và sống lại thì sao? Một mối đe dọa khủng khiếp đúng không nào? Xem lại chapter 455, chúng ta có được lời giải thích rõ ràng về trái quỷ Kage Kage no Mi. Khi một kẻ nào đó bị nhồi bóng thì hắn sẽ có được tính cách và năng lực chiến đấu của chủ nhân cái bóng. Tuy nhiên sức mạnh lại phụ thuộc vào sức khỏe vốn có của người được nhét bóng. Nếu như họ có một cơ thể càng khỏe mạnh và được ban tặng cho một cái bóng chứa sức mạnh bá đạo, lố bịch thì cũng sẽ khủng khiếp rất nhiều. Các dữ liệu cho thấy được Imsama đang dùng sức mạnh như Gekko Moria không hẳn là giống mà nó là tương tự, là Imsama sử dụng một mũi tên màu đen từ năng lực của mình kết liễu vua Korra. Điều này từng được nhìn thấy trước đây khi mà Gekko Moria cũng tạo ra một mũi tên từ cái bóng của mình để xuyên thủng qua cơ thể khổng lồ của Little Oasia. Imsama sống ở thánh địa Medenjoy, nơi bên ngoài tràn ngập ánh sáng nhưng bên trong lại cực kỳ u ám, giống với lãnh địa Thrillabad của Gekko Moria. Thêm vào đó, Gekko Moria cũng có căn phòng lạnh riêng của mình để chứa đựng những xác chết mà mình sưu tập được để tạo ra xác sống. Thì Emu lại được nhìn thấy bước vào căn phòng lạnh chứa đựng những chiếc mũ rơm khổng lồ, mà chỉ là một trong 7 căn phòng. Giả sử những căn phòng khác cũng đang chứa đựng xác chết cổ đại thì sao? Căn phòng lạnh giúp xác của họ không thể phân rã. Rất nhiều thứ hiện tại cho thấy được Imsama mang sức mạnh của trái quỷ bóng tối thật sự. Điều có thể mô phỏng lại một số sức mạnh của các trái bóng tối khác, một số trái này như là Kage Kage no Mi. Vậy thì còn trái quỷ nào khác? Đến đây mình chợt nhận ra có một cái điểm kỳ lạ trong trái quỷ bóng tối mang tên là Yami Yami no Mi của Râu Đen. Hắn ta cho rằng nó là trái Logia tàn ác nhất với khả năng hấp thụ mọi thứ từ bóng tối. Râu Đen là một kẻ nghiên cứu lịch sử, thông qua cuốn bách khoa toàn thư về trái quỷ, hắn đã biết sức mạnh của trái Yami và đi tìm nó trong hàng chục năm qua trên tàu của băng Râu Trắng như một định mệnh. Nhưng người tạo ra lịch sử lại là chính phủ. Việc đổi tên trái quỷ Hito truyền thuyết thành trái Gomu hồi Paramecia là một minh chứng, nên rất có thể hiểu biết của Râu Đen về trái Yami hoàn toàn không đúng. Bản chất bóng tối khác biệt so với những gì mà hắn ta thể hiện. Theo những gì được thấy, trái hệ Logia sẽ mang đến cho người dùng khả năng phân tách để miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Còn trái Yami hệ Logia của Râu Đen thì không hề làm được điều đó. Nó lại còn có một tác dụng phụ chí mạng khác là nhận gấp 2 lần tổn thương khi dính đòn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với một trái hệ Logia? Rất có thể trái này cũng đã bị đổi tên giống như trái của truyền thuyết của Luffy đàn, tránh một số vấn đề nào đó bị phát hiện có liên quan đến lịch sử. Khi mà Râu Đen ăn trái Yami cũng giống như Luffy ăn trái quỷ Gomu, đều bị Imsama liệt vào danh sách những kẻ phải chết thông qua hành động rạch nét tờ chữ nã của hai nhân vật này. Họ cũng có một trường hợp khác xảy ra. Trái quỷ của Râu Đen là một trái quỷ nhân tạo được tạo ra từ thế kỷ trống. Sức mạnh của nó là một phẩm trái quỷ gốc của Imsama. Vegapunk cho biết ông ta không thể nhân tạo được trái Logia vì lý do nào đó, rất có thể công nghệ chưa đủ tầm như là vương quốc cổ đại chẳng hạn, nên để nhân bản sức mạnh Logia là không được. Còn với công nghệ của vương quốc cổ đại, họ hoàn toàn có thể tạo ra được một trái Logia, nhưng sức mạnh của nó lại không hoàn thiện như những gì mình mong muốn, dẫn đến một số tác dụng phụ như không thể phân tách hay là tổn thương nặng nề hơn khi bị tấn công. Vậy thì có thể sức mạnh của trái bóng tối mà Imsama đang dùng chính là phiên bản gốc của trái Yami, một trái hệ Logia có thể phân tách cơ thể, có thể vô hiệu hóa được sức mạnh của những trái quỷ khác và còn làm được nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ như chuyển đổi sức mạnh giữa các sinh vật sống để giúp họ trở nên mạnh hơn, đặc biệt là một năng lực khống chế đáng sợ nào đó đến mức Ngũ Lôi Tinh, dù là Thiên Long Nhân cấp cao nhất, điều hành chính quyền thế giới cũng phải quỳ gối phụng sự. Chính khả năng của Imsama là thứ điều khiển tất cả những kẻ mang sức mạnh trái quỷ khác. Bởi Ngũ Lôi Tinh trong chapter 1085 được thấy dường như cũng đã sưu trái quỷ. Đối nghịch với Emu sẽ là trái quỷ truyền thuyết lố bịch của Luffy mũ rầm. Và trên đây là những thông tin mình muốn cung cấp đến cho các bạn khi chapter 1085 vừa mới ra mắt. Nó chưa thể hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ dữ liệu, mình sẽ cố gắng để gửi cho các bạn bản tốt nhất. Thế nên đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở cả video sau.